Phần La Phong thì Bùi Hồ cũng đã gửi cho anh Hải rồi, 7 triệu ngày hôm qua. Đủ không anh? Đủ anh. Đây là cái phần ăn của anh Vũ thợ sắt gửi lại cho cô, bắt buộc phải nhận. Cái này con gửi lại cho cô để mà cô còn mua đồ ăn này kia sắp tới cho bé nữa. Chứ con cũng gửi thêm cho bé 500 ngàn để bé đi học nha con. Trời ơi. Dạ. Ai mà giỏi như vậy Kim Chi? Ai mà giỏi như vậy? Con. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì cũng đã 4 giờ chiều và sau 3 ngày thi công gấp rút và đoạn đường hơn 100 km thì anh Vũ cùng với lại các anh các chú còn lại cũng đã hoàn thành ngôi nhà mơ ước cho ông bà nội của bé Kim Chi cũng như là bé Kim Chi á cô bác quý anh chị. 4 ngày, 3 ngày rất là vất vả luôn. Những cái vất vả đó thì nó vơi đi sau khi được ngôi nhà hoàn thành để cho ông bà nội có một cái ngôi nhà nó ấm cúng hơn. Anh Vũ sau khi cắt ngôi nhà tình thương này thì anh cảm thấy như thế nào bây giờ? Cái cảm giác, cảm xúc của anh như thế nào? Em cũng rất là vui mừng để cho cô chú và bé nó có ngôi nhà để mà ấm cúng. Dạ. Trong chống mưa chống nắng. Dạ. Dạ. Hôm nay thì cái tình cảm của cô chú đối với lại các anh như thế nào, anh có thể chia sẻ những cái đó cho cảm nhận của anh cho cô chú anh chị nghe. Đi cũng cắt cũng nhiều nhà nhưng mà có cô chú rất là nhiệt tình. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng mà bữa nào cũng cơm nước rồi cà phê sữa dừa thì uống lúc nào cũng 24/24 chứ. Nói chung là đối với cô chú là ở đây cây nhà lá vườn có gì thì dùng đó, thậm chí là những cái món mà nó ngon ngon như bưởi đó cô chú cũng phải mua đãi cho các anh em, rồi mua những cái dĩa dưa hấu á. Dạ. Phải mời từ cô chú luôn. Dạ. Và cũng cái chân tình đó cũng anh Vũ ở đây và các anh thợ cũng đã làm cho một cái phần cái mái sau làm lại luôn, thay vì á là các anh thợ phải làm cái nhà lớn này là xong rồi. Lãnh cái nhà lớn này là ngang 5m, dài 10m là hoàn thành rồi. Thì thấy nhà của cô chú đơn chiếc á, thì anh Vũ cũng đã hướng dẫn các anh em để làm lại cái phần cái máy bếp ở đằng sau luôn. Là nó rất là đẹp luôn cô bác anh chị. Yeah. Nó đẹp, tại vì cái phần dỡ tôn ra xong rồi đó, thì cái phần tôn cũ này anh Vũ cũng đã đem ra ngoài sau để tận dụng lại chứ không có bỏ đi ha cô bác anh chị. Là cũng chút xíu nữa xong anh Vũ ha. Chút nữa cũng rồi anh. Dạ, thì thông tin với cô bác anh chị là anh Vũ thợ sắt nhận cái công trình này á, là diện tích là chiều ngang là 5m, dài là 10m, coi như là 5m1 ha anh Vũ ha. Dạ 5m1. Là hơn 50m2 thì anh Vũ lãnh cái phần tiền chế của ngôi nhà này là chỉ có 44 triệu thôi. Còn phần La Phong là 7 triệu thì dưới điện thì Bùi Hồ sẽ nói riêng. Và hôm nay thì sẵn tiện đây thì anh Vũ cũng hoàn thành cái ngôi nhà này vào chiều hôm nay rồi. Thì anh cũng phải tức tốc về Cà Mau để mà làm tiếp một cái ngôi nhà thứ hai cùng với Bùi Hồ, đó là ngôi nhà cho bé Tú, cô gái mắc bệnh lạ ở Cà Mau anh Vũ ha. Dạ, dạ. Và hôm trước thì em đã có gửi cho anh là 30 triệu. Dạ. Vậy thì phần của anh, phần sắt của anh là còn lại là 14 triệu. Ha. Dạ. Phần nào thì em sẽ giải quyết xong cái phần đó đi cho nó gọn anh Vũ ha. Dạ. Đây, anh đếm lại giùm em. Cái phần La Phong thì Bùi Hồ cũng đã gửi cho anh Hải rồi, 7 triệu ngày hôm qua. Đủ không anh? Đủ anh. Dạ. Dạ. Rồi vậy thì thay mặt cho quý mạnh thường quân nè. Dạ. Cảm ơn anh cùng với các anh thợ, ai cũng khen có tâm hết á. Quý dạ. mạnh thường quân khen có tâm. Chúc anh cùng với các anh thợ nhận được thêm nhiều công trình, đặc biệt là có một cái sức khỏe dồi dào. Và đặc biệt là trong thời gian tới những cái hoàn cảnh khó khăn thì chắc có lẽ là nếu như mà có các nhà thì anh sẽ đồng hành cùng với anh em của tụi em nữa chứ. Dạ. Em cũng cảm ơn các cô chú mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Giờ cũng cảm ơn anh Bùi Hồ và Úc Đồng Tháp với anh Mộc Đồng để kết nấu này để cho tụi em cũng có công ăn chuyện làm. Cũng rất cảm ơn các mạnh thường quân và hai ba anh ha. Dạ. Dạ. Cho quý mạnh thường quân gửi là cảm ơn các chú rồi các anh cũng như là các em luôn. Dạ. Có một sức khỏe dồi dào để đi nhiều nơi nữa, cắt những cái ngôi nhà mà tự động nó mọc lên như thế này. Dạ. Không, thật ra là không phải là tự động nó mọc đâu, mà cái ngôi nhà như thế này á là các anh em cũng phải là làm đổ mồ hôi á, rồi vượt đường xá xa xôi, thậm chí là gác cái chuyện gia đình để mình đi làm xa như thế này. Thay vì đi làm ở những cái chỗ khác gần nhà á
thì các anh chỉ việc là làm buổi sáng, buổi chiều làm thì nghỉ trưa chỗ đó, chiều về nhà ăn cơm với vợ. Tuy nhiên á, những ngày qua thì các anh thợ lại lưu trú ở tại chỗ này, thì cùng với Bùi Hồ thì các anh thợ sẽ ngủ ở thành phố Vị Thanh và chạy xuống đây hơn 10 cây để mà ở đây. Thì lúc mà ở đây á, thì các anh thợ lại được cô nấu luôn cho các phần cơm để mà các anh thợ ăn ở đây, để mà khỏi cái di chuyển á. Thành nữ là các anh thợ làm là không có nghỉ trưa, làm đến 11 giờ rưỡi rồi, 12 giờ rưỡi hoặc là 1 giờ đã làm tiếp nữa rồi. Di chuyển đi kiếm cơm rất là khó, và đặc biệt là đặt cơm phần thì cũng khó lắm anh Vũ ha. Và anh Vũ có nói với lại Bùi Hồ là để cho chị nấu đi, cho cô nấu đi, rồi sau đó là sẽ gửi tiền cơm này lại cho cô. Thì bây giờ chắc có lẽ là anh Vũ sẽ, Bùi Hồ sẽ gọi ra để anh Vũ gửi lại cái tiền cơm cho. Tại hôm gầy là các anh em không có nói là gửi cái tiền cơm để cho cô nấu, thì mình Bùi Hồ cứ dưới mấy anh cứ mở lời là cô nấu cho các anh em của tụi em ăn, tại di chuyển nó cũng hơi xa. Thôi bây giờ mời cô qua để cho anh gửi tiền cơm luôn ha. Thưa với cô bác quý anh chị á, là cái ngôi nhà này lúc trước là anh em dự định là làm cái mặt khải đằng trước này, thì hàn những cái thanh sắt song sắt như thế này từ trên xuống dưới luôn cho nó thoáng. Tuy nhiên thì cũng qua trao đổi thì Bùi Hồ nói anh Vũ ơi, thôi thì anh dần ở dưới này lên một tí lên nữa đi, để cho nó ở dưới này cho nó kín tí xíu. Thì anh Vũ anh dần nói, Bùi Hồ nói là bao nhiêu tiền cũng được hết trơn á, dần lên này cho nó kín dần nữa, cô có một cái miếng băng đô á kéo ngang thì nó sẽ đẹp. Và anh Vũ anh làm luôn, mà bây giờ kêu anh tính tiền anh nói thôi khỏi đi anh ơi, bây giờ nợ hoài rồi sao trả nữa hết anh Vũ. Dạ có gì đâu anh. Đây, tiếp làm chút nào rồi em tiếp chút lấy. Và thậm chí nợ thêm này nữa nè, cái phần cái trái đằng sau nó rất là rộng, bây giờ dần lợi hết mấy ông thợ nè, chú ông gần 60 tuổi ông dắt từng miếng tôn cũ ông đi đem ra ngoài sao cũng xa. Cô ra đây đi, cô ra đây đi. Con thì nói chuyện hơi lớn, cô thì hơi nói chuyện hơi nhỏ tí nên là đỡ đẹp cái mít ha. Xích đây đi. Thưa với cô bác anh chị, những ngày qua mà các anh thợ có được cái sức khỏe nè, và có được những món ăn ngon là được cô đây nè, một tay cô nấu, rồi chú thì phải đi hái rau, cô thì nấu, thành thử là ăn bữa cơm nào cũng gần hết hai nồi, đúng anh Vũ ha? Dạ đúng rồi, rất là ngon. Bữa nào ăn cũng no, cũng gán thêm miếng nữa. Dạ. Nấu đổi món ăn liên tục luôn á, sáng ăn canh thì chiều ăn cá chiên hay là thịt kho tàu. Dạ. Và những ngày qua cô như thế này, con nói lớn hơn tí thì cho con nghe rõ hơn ha. Tại cô bị cái tay bị yếu, cô bác anh chị hơn lãng tay. Lãng tay. Những ngày qua thì anh em của tụi con tổng cộng là 9 anh em có mặt tại đây. Gồm có 8 anh ở sắt với lại 2 anh kia nữa là có mặt ở tại đây để mà dùng cơm của cô nấu. Phải nói là anh nào cũng khen trời ơi ăn gì ngon như vậy. Phải có nhà nào gần cắt cái nhờ cô nấu luôn. Ngon mà đồ ăn nhiều nữa. Đồ ăn nhiều nữa, lắm nấu lắm đồ ăn luôn, thành nữ là ăn không có hết đồ ăn. Dạ, bữa nào cũng dư. Gạo cũng rất là ngon luôn. Mà mỗi lần ăn đi xa mà gặp những cái cơm phần, cơm nhà như thế này là mình không bị ngán. Đúng không anh Vũ? Dạ. Ăn ngon rồi được ngủ thêm một buổi trưa thôi. Nó chỉ cần là khoảng 30 phút thôi là thấy nó khỏe lại liền. Dạ. Và anh Vũ á, con có tính như thế này, hôm trước là con nói với cô là nấu cơm phần để các anh em khỏi đi ra tiệm ăn, vì đi ra tiệm ăn vừa tốn thời gian á, rồi ăn không có ngon. Thì cô có nấu, thì anh Vũ nói anh Hồ ơi, nói với cô để em gửi tiền lại, thì con tính chuyện nào ra chuyện đó, cô cho dừa thì con nhận nè đó, cô cho cốc thì con nhận đó, còn cái chuyện nào nó sẽ sòng phẳng chuyện đó. Tiết kiếm tiền đối với tụi con thì nó hơi đỡ vất vả hơn cô thì vất vả hơn tí xíu. Tổng cộng đó cô bác anh chị, thì các anh em ở đây là 3 ngày, chiều nay thì không có dùng cơm, thì ăn chỉ có 2 ngày rưỡi là 5 buổi. Tính bình quân đồ là mỗi một buổi ăn như thế là 10 người. 10 người mỗi một phần ăn thì Bùi Hồ gửi cho cô là 30.000 đồng một người. 30.000 đồng một người, 10 người là 300. 300 như thế là cho 5 bữa ăn là 1.500.000 đồng. Thì anh Vũ anh có nói anh tính cái phần đó để em gửi lại cái phần đó cho cô. Tại vì cô cũng hoàn cảnh khó khăn, em thì kiếm tiền đỡ, dễ kiếm tiền hơn cô tí xíu chứ không có giàu gì. Cũng kiếm tiền nhưng mà kiếm tiền nó dễ hơn cô, nên là nữ là đây là cái phần ăn của anh Vũ thợ sắt gửi lại cho cô, bắt buộc phải nhận. Cái này con gửi lại cho cô để mà cô còn mua đồ ăn này kia sắp tới cho bé nữa. Chứ con cũng gửi thêm cho bé 500.000 để bé đi học nha con. Trời ơi, vừa tiếp. Thì con cũng cảm ơn cô mấy ngày qua để nấu cơm cho tụi con ăn.
Nói chung là con nấu rất là ngon. Mà đồ ăn vừa thì cũng ngon mà vừa cho tiền rồi vừa trả tiền nữa. Rồi mấy chú không để tôi đền ơn mấy chú sao? Tụi con thì đi làm nói chung cũng kiếm tiền dễ hơn cô nhiều. Tụi con thì không có giàu nhưng mà thấy cô khó khăn hơn tụi con nên là nữ là muốn chia sẻ san sẻ nhau. Người lá lành đùm lá rách vậy mà, nên là nữ là cô cứ nhận cái phần này. Phần cơm á là 1,5 triệu, là mỗi phần ăn là 30,000, là ăn 5 buổi là 1,500,000 đồng. Còn cái phần này là anh Vũ anh tặng lại để cho cô mua sữa hay là để dành mua đồ ăn ngon cho bé Kim Chi. Là tổng cộng là 2,000,000, là chỉ anh ảnh gửi cho lại cho bé Kim Chi 500. Thấy anh thợ tốt bụng ghê không? Không nhận ạ. Rồi nói là gì với anh thợ đi, mai rồi anh thợ đi rồi lâu lắm mới gặp lại á cô. Không biết nói gì hơn ha, cũng cảm ơn chú thợ quá nhiệt tình mà cũng giúp đỡ cho gia đình anh với chị. Cũng cảm ơn chú nha. Khi nào có dịp đi ăn đây ghé thăm chị. Dạ. Ghé thăm rồi hết dừa nữa là sao? Chào dễ gì hết chú. Thôi cũng qua cái dịp này con cũng mong cô chú sẽ vượt lên nha. Rồi. Cố gắng sẽ tốt hơn bây giờ. Cảm ơn chú nha. Thôi bây giờ như thế này, anh Vũ anh cũng còn dẹp đồ để mà cho các anh thợ nghỉ ngơi, để mà ngày mai này sáng này phải đi Cà Mau sớm. Bây giờ cô tranh thủ các thợ nghỉ á, cô cho bé Kim Chi nhìn lại ngôi nhà để con chia sẻ cái hình ảnh này để cho cô bác quý chị biết về bé Kim Chi vui mừng như thế nào. Và trước khi gặp gỡ bé Kim Chi á thì Bùi Hồ á, con mở cái mic cái nó cho nó lớn đi cũng hơi ồn. Cũng chân thành cảm ơn anh Vũ, chúc anh Vũ cùng với chú cũng như là các anh em luôn có một cái sức khỏe dồi dào, an lạc và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Nghe bà nội nói rằng á là tối ngày hôm qua thì Kim Chi phải yêu cầu bà nội là ẩm ra coi nhà mới. Thì Kim Chi ơi, hôm qua là coi buổi tối nó không có sáng, nó không có đẹp, chưa đẹp bằng bây giờ. Thì bây giờ chuẩn bị vô nhà mới vui không? Dạ vui. Vui sao, nói mấy chú nghe với. Không biết. Không biết. Rồi mai mốt là có bạn là rủ bạn lại nhà nội chơi không? Sao vậy? Thôi bà nội ẩm Kim Chi vô nhà mới đi, giấy khen cũng đã được treo lên rồi kìa. Ẩm Kim Chi vô nhà mới đang xem nhà mới có đẹp không? Kim Chi xem đi ha. Đó, có đẹp không chị? Ô, ba quả nói chuyện đẹp. Đó. Quạt đi. Quạt gió. Chưa có ghim. Kìa, qua coi giấy khen kìa. Em chịu không? Chịu không? Đâu qua coi giấy khen coi đẹp không? Ai mà học giỏi quá trời vậy? Ôi, chiều gì là quá lịch sự luôn. Trời ơi, nguyên một hàng giấy khen luôn kìa. Khủng nghéo không? Mới có 13 tuổi mà học được bao nhiêu giấy khen rồi đó. Ai mà giỏi như vậy Kim Chi? Ai mà giỏi như vậy? Con. Rồi mai mốt là học tới lớp 12 là càng nhiều giấy khen hơn nữa đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Có bé Kim Chi treo vậy thấy đẹp không? Treo vậy mấy chú treo thấy đẹp không? Đẹp. Lớn đẹp lên ha. Đẹp. Hôm trước là giấy khen của mình là chưa đẹp đúng không? Nào cũng đẹp. Nào cũng đẹp hết. Hồi đó mình đi học á là đi học về là chưa có cái căn phòng á, nên là nữ là mình thấy nó hơi bị trống. Bây giờ làm một cái phòng mới cho Kim Chi với bà nội ngủ luôn kìa. Chào cái phòng chưa? Trời ơi. Bây giờ còn khác nữa. Đâu ẩm lại kia coi cái phòng nó đẹp dữ lắm luôn á. Rồi ẩm đi Kim Chi coi phòng nha. Đó, phòng giờ mới đẹp nè. Đó, đẹp chưa? Không chưa? Rồi. Vô đây có quạt gió. Cái phòng rộng nhất luôn á. Có quạt gió cho em luôn. Đó, quạt gió gì đó em chịu không? Rồi. Chịu rồi hả? Đẹp lắm rồi phải không? Đó, vậy theo ước nguyện của em chưa? Rồi. Ủa quạt mát luôn. Đẹp chưa? Rồi. Bà nội cho con tôi gạch đất nền đấy coi phải cái nguyện vọng của em không nha. Tôi rồi mà. Màu gì? Màu gì?
Màu gì con? Hồng á. Thôi đi ra ngoài trước gỗ. Đi ra ngoài trước đi chị. Ra ngoài trước đi. Các anh thợ cũng còn hàng tí xíu. Nên anh nữ là tưởng đâu. Ở trong này là xong hết rồi. Nên anh nữ là sợ mắt bé. Gạch này phải em chịu không? Yếu. Phải gạch em thích không? Ấy. Phải hả? Ừ. Nè đó. Ấy ơi. Rồi thích rồi. Rồi phải đúng gạch em thích luôn rồi đó phải không? Ấy ơi. Rồi mai mốt có nhà mới là đi lại trong nhà là khỏe rồi đúng không? Rồi. Còn muốn nói lời nào để cô bác anh chị không? Không biết. Nó cảm ơn thôi là được rồi. Cô chú. Cảm ơn cô chú. Hay sao nữa? Đã tài trợ cho con. Đã tài trợ cho con. Cái nhà. Cái nhà. Cô chú tài trợ gì bự quá. Có luôn cả một cái căn nhà chứ không phải là một cái bằng nhỏ xíu nữa đúng không? Cô chú nào cũng thương bé Kim Chi hết á, nên cố gắng giữ gìn sức khỏe đi học cho giỏi nha. Dạ. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã hỗ trợ cho Kim Chi có cái nhà. Còn bây giờ bé Kim Chi vô nằm nghỉ tí xíu nữa đây. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thôi thì ngôi nhà để cũng chưa có hoàn thành hoàn hết 100% á, nên cho Kim Chi xem lại tí xíu, tại vì cũng muốn bà nội mình ẩm ra lúc 10 giờ nên là nữ muốn coi cái biểu cảm của bé khi mà ban ngày thì sẽ như thế nào ha. Rồi bây giờ bye bye cô chú thử xem coi. Cho bé Kim Chi vô trong bồn trong phòng coi phòng chú Kim Chi đây. Đẹp quá rồi. Coi chưa? Coi rồi.